Xong chân Đạt xin chào tất cả quý anh em. Thì hôm nay Đạt trên tay Đạt đang là một bộ bình xăng con theo xe của Dream Thái này mà. Thì bộ này phải nói là rất là ok, rất là đẹp. Bình là bình nguyên bản hết nha anh em nha. Mã đầu là mã đầu 88, đúng Dream Thái theo xe đời đầu. Thì bình này hình thức là còn rất là mới anh em nha. Cháy ga này kia đầy đủ rất là đẹp. Và bình này thì là bình theo xe, cho nên là anh em chúng ta, nhiều anh em thì anh em lại thích chơi theo xe. Mà mã đầu 88 thì thực sự là nó bây giờ cũng hiếm rồi, nó còn như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì đã cũng chẳng quan tâm mã đầu mấy đâu anh em. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì đúng Dream Thái là mã đầu 88 nha. Và những anh em chơi xe thì anh em cũng biết mã đầu 88 thì nó rất là quý nha. Bây giờ thì nó cũng rất là ít hàng. Thì chính vì như vậy thì cũng muốn em lên giới thiệu cho anh em một bộ nha. Mà bộ này rất là đẹp, mình bao anh em lên xe. Garanti này kia là nhuyễn nhừ luôn. Và đặc biệt là không bị chảy xăng, cũng như là chưa xoáy bộ tô, chưa có làm là cháy ga gì hết nha. Thì một bình này giá là 1,5 triệu anh em nha, đầy đủ luôn. Bình thân con nè, có xăng nè, boe luôn. Thì anh em này thấy bộ bình này còn rất là mướt. Và đây anh em nhìn giúp mình nha, chữ G5 lớn nè, anh em thấy chưa, chữ G5 lớn này, có xăng gì nha. Đó, đầy đủ cho anh em luôn. Bình là đây, boe theo xe, hai tay lớn nè, hai bên, thấy chưa. Đó, và nói chung bộ bình này thì anh em lên xe là hết bài hết chê rồi. Đây, chấm sơn còn luôn. À, chấm sơn còn luôn nè. Đó, anh em thấy chưa. Nói chung bộ bình này thì anh em chúng ta về là anh em cứ lên xe là chạy thoải mái. Đạt bao đổi trả cho anh em nếu mà có bất kỳ lỗi nào nha. Giá là 1,5 triệu. Anh em nào có cần thì liên hệ với shop nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.